Còn bên này thì tốt luôn. Còn bên này là nó còn đang nhỏ, ngoài rau xoài thì vẫn là sử dụng được. Bên anh mới ươm hạt hả? Ở đây là mới cả hạt hôm qua. Thì mai mốt nó cũng lên như này và nó lên thế này đấy, nó cả nó lên đây. Máy đâu máy xài? PS là mình cắt nước, ví dụ mình cần tưới chỗ nào là mình tưới, mình không tưới là mình cắt, mình tưới là nó.